Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Nhà vườn Cát Tường xin chào mọi người này. Hôm nay em quay cho các bác một cái lô chanh vàng Mỹ nhà em mới về nhá. Chanh vàng Mỹ này nhà em mới về này. Cây này nó là cây chiết cành nhá. Em xin giới thiệu với mọi người. Chanh vàng Mỹ là cây chiết cành nhá mọi người. Cây chiết cành lên quả nó rất là nhanh trái. Và đặc biệt là cái dòng chiết cành thì là nó là cây nguyên bản. Theo cây mẹ quả rất là to, rất là sai nhá. Rất là nhiều. Cái chùm hoa như các bác nhìn thấy này, cây rất là khỏe, chùm hoa theo từng chùm một. Và đặc biệt cái dòng chanh vàng Mỹ này các bác trồng nó có thể ra trái quanh năm nhá. Ra trái quanh năm này. Đấy, nó ra trái quanh năm đây. Khi mình trồng hoa, khi mình trồng chanh vàng Mỹ thì rất là thích nhá. Nó không như cái chanh ta, nhiều chanh ta là nó chỉ ra trái một vụ thôi, nhưng mà chanh vàng Mỹ thì nó sẽ ra trái quanh năm và quả rất là đẹp. Ngoài chanh vàng Mỹ ra mình vừa có thể dùng quả này, vừa có thể chơi hoa này, vừa có thể chơi quả nữa. Đấy, nó rất là nhiều tác dụng nhá. Chanh vàng Mỹ này thì mình vừa trồng vừa ăn quả vừa làm cảnh rất đẹp này. Đây như các bác nhìn thấy này, cây phải rất là khỏe thì nó mới có cái chùm hoa, nó mới phun được những cái chùm hoa to như thế này. Đấy đúng không? Cây rất là khỏe, rất là mướt nhá. Đây, như cây này có quả nhỏ rồi này, các bác có thể nhìn thấy này, quả nhỏ rồi nhá. Đấy, quả nhỏ rồi. Đấy. Cái bọn này thì đặc biệt nó rất dễ đậu trái nhá mọi người. Chanh này nó dễ đậu trái lắm. Đấy, nó có hoa là nó sẽ có trái nó như là bưởi, nó rất là dễ đậu nhá. Đấy, ra trái thì quanh năm luôn. Ra trái quanh năm luôn. Bác nào mà đang trồng, đang chưa có cái dòng chanh vàng Mỹ này thì liên hệ cho em nhá. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng xinh, em sẽ gọi điện tư vấn thêm cho các bác. Đây, các bác có thể gọi điện cho nhà vườn theo số điện thoại là 0375227484, nhà vườn Cát Tường nhá. Chanh vàng Mỹ này là dòng chanh yên, quả rất là to nhá. Đây, quả to lắm mọi người ạ. Khi chín có màu vàng, vàng chanh, vàng óng và có mùi thơm rất là thích. Cái mùi thơm của chanh này nó rất là thơm nhá mọi người. Cái quả khi chín nó rất là thơm này, rất là thơm nhá mọi người. Đấy, trồng này thì nó cứ ra liên tiếp hết đợt quả này nó sẽ ra đợt hoa khác, nó sẽ liên tiếp như thế nên là mình trồng mình rất là ưng ý. Và đặc biệt cái chanh này thì mình không cần phải chăm sóc nhiều nhá. Bác nào có nhiều thời gian chăm sóc thì nó sẽ càng nhiều hoa, nhiều quả. Còn bác nào mà bận bị công việc, công tác thì mình không có thời gian chăm sóc thì mình có thể mình trồng ở đấy mình 2-3 ngày mình tưới nước một lần cũng được. Đấy, mình cho nó ít phân vào thôi. Đó, đặc biệt rất là khỏe nhá. Chanh này rất là khỏe này. Khỏe lắm luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nhá, khỏe lắm. Khỏe lắm luôn này. Đây. Đấy, đây là chanh vàng Mỹ nhá. Rất là mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn Cát Tường nhá. Số điện thoại của nhà vườn là số 0375227484. Ngày đầu xuân mới bên em có rất là nhiều cây mới về, toàn hàng mới, toàn hàng cây đẹp. Bác nào còn cần cây gì thì liên hệ cho em nhé. Em sẵn vườn, ở vườn còn rất là nhiều loại nữa. Việt quất này, cherry Brazil này, nho thân gỗ này, bi hoa các thứ, các loại bên em đều có nhé. Em có cherry đang có quả, đang sẵn hoa nhé. Cherry đang sẵn hoa nhé các bác. Đấy, rất là mong mọi người ủng hộ nhé. Mọi người đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp em. Số của nhà vườn là 0375227484. Rất cảm ơn mọi người đã qua theo dõi clip của em nhé.